2. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Thi Thi Quỳnh Vlog Cần Thơ nha. Thì bữa nay Thi có ăn nem cả nhà các bạn, nem nướng thành dân nha. Nhưng mà nem nướng thì người ta chỉ có cho mình 2 cây nem thôi cả nhà các bạn. Còn thịt luộc thì Thi luộc thêm, rồi rau sống thì mình mua thêm nha cả nhà các bạn. Nhưng mà nó có cái chén nước chấm bí quyết của nó rất là ngon. Nó có sả nè ha, rồi gừng nè ha, rồi củ kiệu nè ha. Nói chung là cái chén nước chấm ngon lắm cả nhà các bạn. Nhưng mà mắc nha, 60 ngàn đó là chỉ có 2 cây, 2 khúc nem thôi, với bì nhiêu bánh hỏi. Còn thịt đó thì Thi luộc thêm nha cả nhà các bạn, luộc thêm ở nhà nè. Thịt luộc này thì Thi luộc ở nhà thêm. Còn mình còn người ta bán 60 ngàn thì rất là ít cả nhà các bạn, ít xìu à. Chỉ có 2 khúc nem với nhiều bánh với tí rau là rồi đó, với chén nước mắm. Còn mình làm ở nhà thì nhiều. Còn Thi thì ham ăn, ông xã mua về nhiều cả nhà các bạn, nhăn khóc cái chợ 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 đó bụng muốn chết vậy mà mua gì đâu mà có một chút xíu là sao đủ ăn. Cưỡng cái đó nói thôi vậy giờ ăn đi chồng không ăn. Cái thấy vậy thì đi luộc thêm mà luộc thêm thịt cả nhà bạn, luộc thêm thịt ha, gói lên gì nè, miếng bánh hỏi gì ha, đây rau sống, rồi khóm, chuối, rồi dưa leo. Đó là cái đó người ta cho mình sẵn đó nha các nhà bạn, rồi dao thì mình mua thêm. Còn mấy thành phần này nè, còn nem này thì chỉ 2 khúc. Rồi mình đó thì mình sẽ luộc thịt ba gọi thêm nha. Đó, thịt ba gọi rất là ngon các nhà bạn, thịt ba gọi nha. Đó, luộc thêm ha, để vô, gói lại. Quá hấp dẫn nha các nhà bạn. Rồi ông xã không ăn luôn các nhà bạn. Mình đói bụng kêu đi mua gì cái thấy có nhiều đó cái dãy lên cả hơi gì mà có chút xíu sao đủ ăn, ham ăn mà. Đây chấm vào cái nước chấm này nó rất là ngon đó nhà bạn, bí quyết là ngon là nhờ là nằm ở cái chén nước chấm nè, có sả ha, có gừng, đậu phộng, rồi ôi cái củ kiệu, nói chung là đủ thứ mà cái nhà các bạn ăn cùng Thi nha. Lâu quá không ăn cái này ngon nha bạn. Rồi cái gì mình dãy lên rồi giờ ổng không ăn, ổng bỏ ăn mình lên luôn cả nhà bạn ơi. Ham ăn nói giờ nè, mua gì có chút xíu rồi có 2 chút nem lớn mà sao mà ăn đủ, cười không chết. Con mắt bự hơn cái miệng. Có dưa kiệu nữa nha cả nhà bà. Đó. Ngon quá à. Lâu lâu ăn bữa ngon cả nhà bà. Có thịt nó béo béo thì ba gọi á, nó ngon hơn nhà nem không nha cả nhà bạn. Mình ra nem ăn không, sau khi rồi ra gì là thì không ăn. Đi đám về nhậu xỉn nó bụng quá, kiểu đi mua không mua gì à, thấy hỏi rồi nó quạo luôn cả nhà bạn. Rồi này la ổng, ổng không ăn, ổng đi vô buồn ngủ luôn, ngơ ngắn rồi sao hết. Dạ không có bánh cá à, gói bánh cá ăn dai lắm nhậm à, gói vô cuốn rau nè mới đã, gói không ghê à, ăn hết phê. Mắc cười ông xã mình nói dai em. À, đâu có bầu đâu mà sao ham ăn dữ vậy, cưỡng chứ. Tại vì mình ăn mà không có trúng gơ, trúng khẩu vị mình bực bội cả nhà bạn ơi. Rồi mình quạo lên. Đó, gói gì nè. Bánh tráng ăn dai quá, ăn nó mặn mặn thì cũng không chịu ăn bánh tráng nữa cả nhà bạn.
Rau này là nó cho mình bán chán, còn rau này là thi mua u ghi ngoại. Gói ngon hơn. Bánh tráng chắc mặn mặn kiểu quá à. Là bà biết sao, từ ngày bật quảng cáo lên được rồi á, làm không có lượt xe chứ thi cũng công chuyện luôn buôn, nói chung đám tiệc tối ngày miết à, dòng họ hai bên đông á, bạn bè rồi không có trả nợ rồi được bạn bè, thành ra ít ra xem, cái lượt xem bây giờ không đầy được 100 lượt nữa có nhà bạn. Ngoài xưa kêu quảng cáo đăng có được 200-300, bây giờ bật rồi đăng mấy chục lượt nữa, mấy chục lượt chán ngon hết cả nhà bạn. Ngon quá. Phải được khi mà là bây giờ cái nhà bạn không biết đường coi gọi xe nó không có biết đường coi rồi mình được nhiêu tiền chẳng luôn. Bây giờ mở ra nó cũng lên cái nhà bạn ơi, không biết cái khách mới làm sao mới không, giờ không có phần đó thì mở nó không có lên được cái thằng xe gọi xe ăn coi mình được nhiêu tiền dễ dẫm cái nhà bạn. Không biết được coi trong đó luôn á. Càng lúc càng ngu. Rồi có khi giờ đăng clip lên đó ha, quay cả nhà bạn thì không biết nói gì luôn á. Cái dở tới cỡ mức gì á. Rồi không biết nói làm sao luôn, bỏ qua lâu quá quên á. Bây giờ qua TikTok chơi vui. Vui. Qua TikTok chơi vui, cái phái ở bên TikTok là nhiều. Có hẹn nữa nha. Ở bên TikTok chơi thích đăng lên cái là mấy ngàn lượt xem, phải mà bên TikTok mà được như bên đây nha. Được. Rồi cái nhà các bạn nha. Chấm gì ăn cho dễ. Bây giờ Thi cũng sẽ dừng cái video lại đây nha các bạn, nhà cả nhà các bạn. Bye bye cả nhà các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Nếu như các bạn có xem video thì hãy nhớ bấm nút đăng ký để xem hộ Thi nha. Và đừng quên bấm cái chuông để mỗi khi Thi ra thông báo mới nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.